Cuốn em về ngày hôm qua, để nhìn đôi mi em dịu dàng. Con nhỏ này kêu nãy giờ không nghe? Dạ. Biết giờ này giờ gì không? Giờ là lúc nhìn lại xem. Trời ơi, đây, chị Trinh quà quá trời, em muốn qua em phụ chị hết à. Mối gì vậy chị? Mua đồ review 8/3. À là hôm nay review 8/3. Đúng rồi. Let's go. Let's go. Chị muốn đi mò rồi đúng không? Em lấy nước cho chị nè. Cảm ơn nha. Phụ giùm em, lấy đồ ra nè. Theo tôi anh nghĩ thì vào ngày 8 tháng 3 con trai thì nên tặng con gái gì nhỉ? Em nghĩ là các chàng trai nên tặng cho các cô gái một món quà thật là thiết thực. Thiết thực? Quà như thế nào gọi là quà thiết thực? Tặng gì cũng được miễn sao xài được rồi. Xài được được. Tê tê. Ồ, nè, son môi phải không? Đúng rồi, em biết son môi đây mua ở đâu không? Mua ở Guo. Dạ, đây là thương hiệu Guo nha mọi người. Đây là con son môi mà mọi người nghĩ là sẽ phù hợp được rất nhiều độ tuổi. Bởi vì sao? Đây là son môi làm từ 100% nguyên liệu thiên nhiên, phù hợp với người lớn nè, trẻ em cũng xài được luôn đấy. Ê, nhưng mà phụ nữ có thai xài được không ta? Đúng chứ, em nghĩ là son tự nhiên mà. Ngoài ra thì thương hiệu này còn có thêm các dòng sản phẩm như là sữa rửa mặt hay là kem body. Nếu các bạn quan tâm đến những sản phẩm làm hoàn toàn 100% từ thiên nhiên thì hãy quan tâm đến những sản phẩm này nhé. Theo em thấy thì ngoài son môi ra, túi xách cũng là một phụ kiện rất là phổ biến mà các bạn nam cũng hay tặng các bạn nữ vào ngày này. Dạ yeah, đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà chị đã chọn mua 3 cái túi xách thật là xinh xắn này để review cho ngày hôm nay. Đâu xinh quá vậy? Dạ. Yeah. Wow, mấy túi này nhìn đẹp nha. Chất lượng á. Trời, chị xài thì biết chất lượng. Cái túi này là làm từ cách đan của đàn gì ta, đâu macrame. Macrame. Đúng rồi, phương pháp macrame gì đó mọi người rất là chắc chắn và bền luôn. Nhìn đi, biết hình gì không? Hình cây bổng. Hình gì? Đây là làm theo kiểu túi thót rất là hiện hành bây giờ đó mọi người. Rất phù hợp cho việc các bạn đi biển nè. Nhìn lại, sang. Đó, để thử thôi. Hai chị em mình chuẩn bị đi biển chơi. Đẹp không? Đẹp. What? Nhưng mà em thắc mắc là cái lỗ này là đỏ, mình để đồ vô nó phải rớt. Tất nhiên là khi chúng ta đã mua cái túi như thế này thì chúng ta sẽ có cách để bỏ đồ phù hợp chứ. Nghĩ sao kỳ vậy? Nè, mua không rớt đúng không? Đây, trời nhiều luôn á. Định mua cái này cho chị á, nhưng mà cuối cùng bà kêu rớt đồ. Cặn bỏ luôn cái này luôn, khỏi rớt đồ. Ok, các bạn nam ơi, nếu các bạn có dự định rủ người yêu mình đi biển đúng không? Và sẵn tiện đây là ngày 8 tháng 3 và không biết mua gì hết. Đây, món quà rất phù hợp, mua tặng người yêu của mình. Chắc chắn các cô ấy sẽ mê luôn. Và trong khi chị lựa những cái túi này nè, đồng thời chị cũng thấy được có những cái hộp quà cực kỳ dễ thương mà các bạn nam nên mua tặng các bạn nữ nha. Tụi anh khui đi nha. Một cái đĩa hình mặt mèo. Yeah, một cái đĩa hình mặt mèo. Chị rất là thích mèo luôn ý. Một cái đĩa hình quả bơ. Mọi người biết không, thật sự mà nói, nếu mà một người con gái bạn thích mà họ nuôi mèo thì bạn nên tặng món quà này nha. Rất là ý nghĩa với họ luôn. Vì chắc chắn là khi tặng món quà này thiết thực nè, mà lại còn đánh đúng vào tâm lý của bạn gái đó nữa. Còn quả bơ nè, cho em đó, bơ giống mặt em á. Ví dụ mà các bạn nữ muốn được tặng một cái gì đó thật là đặc biệt, thật là nữ tính, thì chị có gợi ý gì không ta? Có luôn đây. Tất nhiên là Moni phải chuẩn bị rồi. Nhìn nha. Xin không? Cây châm cài tóc của mọi người. Đây nha mọi người, cho nhìn sơ sơ là thấy mê chưa? Đây là cây châm mà làm từ gỗ nha. Và 100% là handmade luôn. Đó, nhìn rất là xinh cái này mà handmade đó. Wow, đẹp quá. Và như là tụi anh nói, rất phù hợp đối với các bạn nữ mà có tính cách nhẹ nhàng nè. Và muốn một chút gì phá cách thì dùng cây châm này. Như tóc thẳng như em này đâu có xài được đâu. Cột tóc lên đi, tôi chỉ cho bà. Cái túi nhìn cũng xinh ha, rất là nữ tính luôn. Rồi, cột tóc. Xong rồi hả? Ok, đây. Đầu tóc ngắn ngủn nè, xấu xấu vậy nè đúng không? Nhưng mà bỏ cái này lên đẹp liền. Nhìn đi. Chị thấy cái này phù hợp với rất nhiều kiểu đồ. Đó, gắn cái chậm lên. Rồi, okay. Rồi, quay nhìn mặt đi. Đố tụi anh nha, một món quà mà rất là dễ mua, mà chỉ cần mình mua mà không phải cần suy nghĩ gì hết trơn á. Đặc biệt lắm, mà nhiều lắm. Đó. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến hồng. Đó là cây nến. Yeah, món quà mà Moon nói là các bạn nam rất là dễ mua cho các bạn nữ. Hoặc là tặng mẹ mình cũng được, chị mình cũng được. Đó là nến. Và đây là cái nến mà mua được từ nhãn hiệu gì biết không? Ấm Corner. Đó, rất là xinh luôn. Cực kỳ thơm. Để mọi người thấy nè, cái sự đặc biệt của cái nhãn hiệu đó là sự tỉ mỉ trong việc tạo hình. Coi đi, nến gì em dám xài không? Dám xài không? Không dám xài luôn. Nó đẹp quá. Đúng không? Ủa đúng không? Nhiều khi mình mua về mình không dám xài luôn, nó đẹp quá.
Tụi anh có biết cái sự đặc biệt của loại nến này là gì không? Dạ không. Thành phần là gì mà là đặc biệt nhỉ? Sáp ong. Sáp ong. Sáp đậu nành. Đúng rồi, đó, từ sáp đậu nành chính xác. Sáp đậu nành và tinh dầu thiên nhiên nha mọi người. Đó là vì sao mà chúng ta có thể thắp khi ngủ được luôn, rất là an toàn sức khỏe. Ngoài những cái sản phẩm ở trên đây ra thì có món quà nào mà dễ tìm, đỡ tốn thời gian mà nhìn cái mình ồ wow luôn không? Có luôn, đây cho bà. Xinh chưa? Ồ wow chưa? Biết tại sao mà chị mua hộp này không? Khi mà search online ra cái hộp quà đó, thấy để cái tên Love Rosie, thấy tên mua luôn. Tại sao thấy cái tên mua luôn? Biết phim Love Rosie không? Không. Vừa coi thì biết. Cái bộ phim nó hay cực kỳ luôn. Cảm giác khi mình mua một cái món quà cái tên như vậy, dùng để tỏ tình hay làm gì đó, y chóc luôn, nghe là hiểu liền. It's amazing. Chị cuối cái này nha. Packaging như thế này. No. Con gái nào mà không thích. Đây, Love Rosie đây mọi người thấy ở màu hồng. Đẹp quá. Tôi nói cho mọi người biết cái gì đi. Đây, đây là nến thơm The Joy Scent. Cái đây là mũi Himalaya, mũi tắm. Đây là set tắm nha mọi người. Muốn mà thắp nến lên thì cần có gì? Diêm. Đúng rồi, đây là cục bông tắm. Và set này á rất là đẹp nhưng giá rất là thật rẻ luôn, chỉ có 350 cành thôi mọi người ơi. Dễ thương không? Còn này nha. Đây mọi người. Đẹp, đẹp. Cái này á là tặng các bạn nữ và các bạn mà fan Blackpink này nọ, nó đánh đúng tâm lý luôn. Tuy nhiên thì hộp này là phù hợp đối với các chị hay các mẹ đó mọi người. Bởi vì trong này có cái hộp có chùm nè, sức khỏe nè, còn có thêm trà hoa hồng để rất là xinh luôn. Trong tất cả món quà mà hôm nay chị em mình review ấy thì em thích nhất là món quà gì nhỉ? Em sẽ thích nhất cái túi này. Hộp quà sao? Có ai tặng em hộp quà này thì em sẽ lấy hộp quà này em bỏ vô cái túi này luôn. Đã tham ghê, tham luôn. Ok, vậy là video đến nay cũng kết thúc rồi mọi người. Mong rằng những thông tin mà chị em tụi mình cung cấp trong video sẽ hữu ích cho mọi người. Và các bạn ơi, ngày 8 tháng 3 cũng sắp đến rồi. Chị em chúng ta cùng chúc nào. Chúc mừng ngày 8 tháng 3. Yeah. Và mọi người đừng quên like và subscribe kênh channel này nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Đó. Ba là cây nến hồng.